Chào quý bà con, mình tên là Lê Trung Thực, là một chuyên gia về môi sinh. Hôm nay mình xin chia sẻ với bà con là những cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta ngừa được một số cái mầm bệnh, hoặc là khắc phục, hoặc là trị được một số cái mầm bệnh khi mà cái thời tiết nó thất thường, nó thay đổi như cái hiện nay. Mùa nắng nóng thì có thể là nóng quá, có thể là lạnh quá. Khi mà cái thời tiết mà mùa xuân, ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, chênh lệch nhiệt độ đó, thì thường đó là nó xảy ra một số cái bệnh giữa chênh lệch nhiệt độ. Thì nó có một số bệnh như là gan thận mũ, hoặc là xuất huyết phù đầu đó. Thì những cái mùa như vậy, rồi ngoài ra là khi mà nắng với mưa, cái thời tiết mà giao giữa mùa nắng với mùa mưa, thì những con cá nó cũng thường chết rất là nhiều và hàng loạt đó, nó bị là vi khuẩn tấn công, hoặc là những cái xuất huyết phù đầu, hoặc là chứng hơi sình bụng đó, thì do những cái tảo nó gớt, rồi do những cái môi trường biến động, đặc biệt là những cái cá lóc hoặc là cá tra, cũng thường là cái mùa nắng nóng khi chuyển qua mưa. Rồi bắt đầu đó là chúng ta thấy mưa nhiều quá cũng vậy đó, mưa nhiều quá thì con cá nó cũng là ăn yếu, rồi cũng như là các cái sáng lá, rồi cũng như là nội ngoại ký sinh, rồi là cũng như là chứng hơi sình bụng. Tất cả những cái giao mùa như vậy thì chúng ta làm thế nào mà chúng ta ngừa, rồi làm thế nào để chúng ta phòng, đó là chính. Trị thì chúng ta thì thường là cái quy trình trị thì chúng ta cắt giảm thức ăn. Những cái thời tiết mà thay đổi như vậy, giao mùa như vậy, hoặc là mưa nắng khắc thường như vậy, thì thức ăn chúng ta phải luôn luôn là chúng ta phải theo dõi kỹ cá, chúng ta phải kiểm tra môi trường, rồi chúng ta phải theo sát cá đó. Rồi đó là chúng ta tăng sức đề kháng lên trong cá và xử lý cái môi trường. Như vậy thì định kỳ chúng ta là sổ nè, còn nội ngoại ký sinh nè, ví dụ như là 20 ngày hoặc là 30 ngày chúng ta sổ một lần. Chúng ta thấy là để tăng sức đề kháng cho cá đó, thì chúng ta ăn trộn cho cá ăn những cái enzyme, những cái vi sinh, chế phẩm sinh học, chúng ta vitamin để bổ sung cho sức khỏe của con cá nó mạnh lên. Rồi là chúng ta phải xử lý cái môi trường. Thì clip trước chúng tôi có chia sẻ là cách để xử lý môi trường. Xử lý môi trường, đo pH định kỳ. Chúng ta phải đo các khí độc để xử lý môi trường bằng những cái chế phẩm sinh học tốt mà nó hiệu quả. Chúng ta biết được những cái thời tiết thay đổi như vậy thì chúng ta có cái chế độ ăn và bổ sung cho cá, theo dõi cá nó phù hợp, hoặc là chúng ta thay với lượng nước nó phù hợp. Thì tôi tin chắc là bà con quan tâm cũng như là theo dõi dự báo thời tiết thì chúng ta khắc phục được những cái mầm bệnh, cũng như là khắc phục được một số cái dự phòng được một số cái bệnh mà xảy ra theo thời tiết giao mùa. Chúc cho bà con mình thành công.